Rồi, chào mừng em lại đến với channel của mình và mình là Vui đây mọi người. Rồi, thì ngày hôm nay đó chính là mình sẽ làm về một thử thách, đó chính là thử thách Florentino lên full nhanh Fanny để xem coi liệu rằng một chọc nó sẽ như thế nào nha mọi người. Còn thì bây giờ vô nào. Shopvx.com, shop báo chính thức của anh Vũ đẹp trai. Ở đây có rất là nhiều trò chơi và vòng quay cực kỳ hấp dẫn cho anh em. Chỉ với dưới 20.000 đồng là anh em có thể sở hữu nick hiếm này và 9.900 chục Fanny và nhiều phần quà hấp dẫn. Đương nhiên có cả thử vận may cho anh em nào muốn thử nhân phẩm. Bạn nào đang cần nick Kim Quân hay là Quân Huy thì hãy đến với shopvx.com để ủng hộ cho mình nha. Trước khi lên gì lên thì chúng ta cứ phải lên, đó chính là lên giày đấy anh em ạ. Đó, cứ lên cái giày rồi chúng ta sẽ lên đồ sau nha. Giày quan trọng lắm, giày mà không có là coi như là cút đấy. Đấy, lên full giày trước rồi tí nữa mình sẽ tính sau nha mọi người. Tự nhiên hôm nay giọng sao ấy nhở, giọng hơi khàn khàn nhá. Hay quá, AFK này, đúng rồi, hai AFK này. Tuyệt vời này, hai mid ha. Ôi, mày nhờn, dám nhờn Florentino à? Trời ơi, múa hơi bị mướt. Trời, cảm giác lâu rồi không chơi nhưng mà múa vẫn mướt nhở. Mình múa vẫn mướt lắm anh em ơi. Từ từ nhá, đây rồi, anh em xem này. Từ từ. Có cái gì đây? Vãi nồi à, đâu ra vậy men? Có cái gì đây? Nhơn, tóc biến. Sao chết được, ui. Trời má, đồ đánh thương trâu vậy luôn à? Ủa? À, thằng Vera này được nhở, nó dám ganh mình kìa anh em. Tí nó sẽ phải trả giá với những gì nó đã làm. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lên nhanh Fanny này. Trời, quả 6 nhanh Fanny chất lượng vậy. Rồi, mày nhơn. Ô, cái gì mà tem bạn đi ra đâu đông cái này. Từ từ, từ từ, ôi, tốc độ camera yếu thế. Chỉ gì, hay quá. Lên đồ như này mà gặp tem ổn ổn phết là anh đánh được ấy. Đúng rồi này. Rồi, chết luôn này. Chết chắc chứ gì nữa. Làm sao sống được? Ui, trời má, nó chạy về được kiểu cay chưa anh em? Ây da, tiếp cận nóng được rồi. Khó rồi anh em ơi. Từ từ nha. Ơn kìa! Ủa? Vãi cả không chết. A few moments later. À, ân ti sớm thế. Bạn này có phải ân ti hơi sớm nhỉ? Ui trời ơi, lên đây làm gì đông thế? Không cần đông đâu. Ui mà mình muốn lo gà lắm nên là anh em thông cảm nhá. Đừng cứ chê mí gì hết. À đâu, anh em chê thoải mái bởi vì mình cũng không nhận được mình là một người chê hay đâu. Mình chê con này gà lắm. Ơ, thằng này bị điên à? Mày nhờn. Dám nhờn với lại Florentino à? Thấy sức mạnh của Florentino chưa? Trời ơi, múa cũng gọi là đỉnh của chóp đấy. Thằng xúc bọt mình không biết nó đang làm cái trò gì đây. Chắc là kiểu bị AD chửi xong dỗi à? Gần nát trụ được kìa men. Vô đây. À, anti luôn à? Ghê á. Anti luôn là ghê đấy. Rồi, mất anti ha. Mày chuẩn bị tới ông chuyện với tao. Còn lợn này nó bắt anti rồi anh em ạ, nên là mình có thể tự tin mình chơi từ từ. Kiểu gì cái pha lính này nó cũng lên nó chơi thôi. Mình sẽ bắt anti, mình bắn, mình đánh luôn nha. Đây rồi. Đâu rồi? Ôi trời ơi. Ôi cái gì đây? Mình vừa làm gì anh em? Nhưng mà vẫn chết, không sao hết. Trời ơi, bù bắt thiên hạ. Nhưng không sao nha, vì anh em mình có thể làm hết thử thách gì mình cũng có thể làm được. Chỉ cần anh em yêu thích mình cho mình một like là bao nhiêu thử thách. Mình chơi gà hay cỡ nào thì mình vẫn sẽ làm thử thách cho anh em xem. Trời ơi, chơi Florentino gà vậy rồi mà vẫn vào đánh hạng. Thật là hào hán quá đi. Nhưng mà nhìn tem mình sao nhìn nó hot thế. Này, mình sẽ dụ này kiểu chỉ thanh niên. Ơi, Giật mình mày. Giật mình nha mày. Nhơn. Thôi xong, chết rồi anh em ạ. Không sao, 1-1 cũng được. Ít nhất mình ăn được mạng sắt đau của thằng Quillen nha. Ôi rồi, trụ của tôi. Ôi mà sao ở đây đông thế? Phải Aero nãy. Ui, Aero nãy giờ không nghe. Ui, Aero đi đường mà lên đồ gì kìa anh em. The fuck. Ôi trời má, đánh rank gì mà nó lạ vậy bấy. Chạy hộ bạn ơi. Ôi mà sao thanh niên này lên đồ kiểu gì vậy? Trời, lên đồ này thì thoát hết kinh nghiệm rồi còn gì nữa. Lên đồ như này là thoát hết rồi đấy anh em. Đâu rồi? Ôi rồi. Ây da, mẹ, thằng con lợn này khôn thế.
chết rồi, thanh niên kia chết rồi. Ôi rồi, đây. Thằng Theonat đây rồi, nhưng mà Theonat xanh lắm. Nó hai món rồi anh em ạ, mình không biết mình chơi nổi nói không, nhưng mà mình sẽ cố nha. Trời ơi, múa phải gọi là mượt. Múa mượt ác, ôi. Công nhận mình múa mượt vãi anh em ơi. Ôi, tên bạn ấy giờ không chịu về nhà xong rồi bị nát hết trụ được kìa. Đâu rồi, Comina rồi. Comina nó về chưa? Ôi, nó đứng, nó về rồi anh em ạ. Không về là chết ngay, trời ơi, tem mình kìa. Tem bạn không chịu về nhà xong rồi nát hết trụ được kìa. Từ từ win nha. Ôi, vãi nồi, vừa nãy đang thấy tem mình thua, bây giờ win ngược lại được chưa? Ảo ma chưa? Làm trò gì đấy. Ôi rồi, win à, đừng nói win nha. Ôi trời má. Ê, win gì sớm đây. Ôi, tem bạn thi nhau ra fit kìa. Tem bạn đánh đang hay mà sao bây giờ tem bạn đánh buồn cười vậy ta. Tem bạn đánh buồn cười thì tem bạn cũng đi. Ây da, nhưng mà sao để chọc vô được. Ơ quên, đăng lên mà. Ây da, không, thôi, bỏ anh em ạ. Mình chờ con quái này nó đánh thì biết khi nào. Ơ kìa, trưởng nó. Thôi, bỏ đi bạn ơi. Rồi xong, chết rồi. Chết chắc rồi đó. Rồi, lui lại cái nhá. Gì mày? Nhơn! Dám nhơn Florentino hả? Trời ơi! Thấy sức mạnh khi lên đánh Fendi chưa? Uầy, công nhận chọc phê dã man anh em ạ. Mặc dù mình mới lên được 1 cây thôi. Mình cố gắng mình sẽ lên đủ 6 cây cho anh em xem nha. Đấy, thử thách lên full 6 cây luôn. Đây. Mua đồ luôn, không cần về. Có thời gian là cứ cần phải farm, có tiền. Rồi kiểu gì nó qua đây nó bắt mình này. Đấy, một thằng này, mình lòi một thằng rồi này. Mày lòi qua đây. Mày qua đây, tao chơi mày luôn. Qua đây. Ulti lên. Ủa, có ulti lên à? Rồi mày chết, mày dí tao là mày đi rồi. Rồi. Mày dí tao là mày đi rồi, con lợn này. Tham mạng với chúng tôi à? Ui, hay. Ơ kìa. Ơ, gần chết này. Nhưng mà không bắt được, mình không dám bắt. Ơ kìa. Kết. Thế luôn, chắc mình phải công nhận là mình là thành bù liếm luôn anh em ạ. Không, thanh niên là KKS nào đứng như mình luôn đấy. KKS đỉnh phải, không hiểu sao mà chọc quy mà ăn được mạng thì chịu. Trời ơi, thả bông phát mà có mạng thì chịu rồi. Ơ, tên bạn đang đánh hay mà sao bây giờ tên bạn đánh một cười lắm anh em. Được đánh không hay anh em. Nhồn này. Dám nhồn Florentino à? Dám nhồn Florentino, trời ơi, 40 vàng, à không, 140 vàng. Được rồi. Nhân tóc biến này. Bạn tóc biến với chúng tôi. Cày không? Cày chứ. Rồi mình được 2 cây, mình được 2 cây lanh phê đi rồi nha anh em. Mình chỉ cần thêm mấy? Thêm 3 cây nữa à, đúng không? 4 cây nữa. Thêm 4 cây nữa. Đây rồi. Cứ farm mạng là có tiền thôi. Đây rồi. Chạy hộ, ăn hết. Ui trời ơi, công nhận lên anh Fendi xong rồi mình KS kinh vãi. Ui, what a kill. Ui, mega. Thằng nào hồi sinh sớm nhỉ? Vera hồi sinh sớm đúng không? Vera hồi sinh sớm anh em ạ. Ok, Vera hồi sinh sớm mình sẽ lên. Đây rồi. Nhưng mà từ từ win nhá, chưa muốn win đâu thật. Mình sẽ đứng đây nha anh em. 7 giây hồi sinh rồi này. 7 giây hồi sinh này, 5 này, 4 này, 3, 2, 1, 0 này. Rồi, từ. Nó đâu rồi? Đây này. Ê, nhưng mà từ từ win được không? Thế là mình không đánh mình. Từ, mình còn 3 cây nữa. Mình phải cố gắng mình hoàn thành thử thách anh em. Và đây là Florentino cân 3. Ui trời ơi, một chọc một mạng à, thì chơi game cái gì? 20 mạng luôn anh em ơi. Ui, công nhận mình cũng muốn cho tem bạn cố gắng ăn đấy, nhưng mà tem bạn chơi không nổi anh em ơi. Ui, cảm giác clip full nine khỏe thật ý. Thôi anh em thấy sức mạnh của Florentino lên full nine chưa? Đầu game đúng kiểu phế nhưng mà cuối game kinh vãi. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu mà thấy video hay đừng quên là mình nó chỉ là một like và đăng ký nha mọi người. Và nếu như mọi người muốn mình làm về thử thách gì cứ comment ở phía bên dưới rồi mình sẽ làm theo yêu cầu của mọi người nha. Còn tí bây giờ, bye bye anh em.